31 là một nhà máy đường sử dụng 60 tấn mía nguyên liệu để ép một ngày. 60 tấn mía một ngày. Trung bình ép một tạ mía thì thu được 68 kg nước mía, nồng độ đường. Sau khi biến toàn bộ nước mía này với hiệu suất 90%, thu đường xác giá trị của mỡ. Đấy, thế bây giờ tại mình có này. Một tạ mía thì bằng là 100 kg mía. Thì sẽ ra được là 68 kg nước mía. Thì 68 kg nước mía thì ta sẽ tìm được khối lượng đường xác carozơ, khối lượng của xác ca sẽ bằng đây. Đây nước mía thì nồng độ là 13%. Vậy nó sẽ là 0,13 nhân 68 nhá, là khối lượng xác. Ok chưa? Mà hiệu suất là 90% nhá, vậy là nhân với 0,9 nữa. Ok chưa? Thế bây giờ đây bài hỏi là một ngày, đúng không ạ? Một ngày thì bao nhiêu? Thế thì câu chuyện đơn giản rồi, một ngày thì được 60 tấn. 60 tấn thì bằng 60.000 kg mía. Thì ta có 10 kg mía thì ra được mờ xác là tương đây. Vậy 60.000 kg thì ta sẽ suy được mờ xác. Thì gấp lên bao nhiêu đấy? Đây, thằng này gấp lên 600 lần. 0,13 nhân 68 nhân 0,9 nhân 600. Nhá, được chưa? Vậy ta tìm đáp án luôn. Sẽ ép luôn. 0,13 nhân 68 nhân 0,9 nhân 600 bằng đây 4773,6 nhá. 4773,6 kg. Vậy đáp án chính xác của chúng ta là đáp án gì? 4773,6 kg. Ấm áp luôn. Quá dễ dàng.